Chào các bạn, bây giờ tôi nấu thịt heo. Thịt heo bây giờ trộn gia vị đâu vào đó hết, rồi phải ướp cái thịt này xong nhé. Rồi tôi sẽ làm từng cái miếng miếng, rồi tới khi nấu để các bạn thấy nó đặc sắc như thế nào và nó ăn ngon cỡ nào luôn. Thơm, rất là thơm. Nói nghe mà khi tôi trộn như vậy thôi đấy thì tôi cũng thèm ăn sống luôn, tại vì nó quá thơm. Nhưng mà ở đây thì mình làm bình thường lắm. Các bạn thấy không, trộn như vậy ai mà chả làm được đúng không? Nhưng mà người ta lại không làm, rất là ngon luôn. Cái này là để mình hướng dẫn cho các bạn nhìn thấy, sau này các bạn nấu nướng mời mình ăn nhé. Khi các bạn biết rồi sau này mời mình ăn. Nhưng mà các bạn cắt thịt thì đừng cái cắt to nha, cắt tức là cắt mỏng 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 thì mình dễ chiên hơn. Nó cũng không có riêng nó, nhưng mà vẫn còn một cái thứ khác để chiên chiên cùng sau khi nó đã bị rán rồi, tức là nó đã bị chín rồi á, rồi có thứ khác bỏ vào để hấp nóng thôi rồi ăn luôn. Cái đó là nấm, thì các bạn quen thuộc với món nấm rồi. Để tôi trộn xong cái này, đây là cái món đặc biệt để cho các bạn nhìn thấy, để các bạn sẽ thấy nó như thế nào. Trộn luôn cho nó hết luôn cho nó mau. Còn lòng trộn với anh với nhau thôi. Cái này có đầy đủ gia vị rồi nha. Đây, cái này là nó không có đủ là nó vô trong đó thì nó sẽ có không chung với lại ở trong một con này nó có nhiều rồi. Rồi cái này nha, vừa mới trộn thịt là xong rồi. Cái này là nấm nha, các bạn nên nhớ, rồi các bạn sẽ nhìn xem mà mình nấu như thế nào nha. Rồi chờ mình nấu rồi để bắt đầu là mình bắt đầu nha. Đây các bạn cứ bỏ như vậy trước, rồi sau đó các bạn cứ cho dầu nó xuyên qua cho nó không có dính đó, nó gần dính rồi đó. Rồi các bạn thấy ngon miệng chưa? Thank you.
các bạn nhìn thấy thơm không? Thơm lắm. Giờ nó chưa được cái gì nha. Rồi các bạn cứ nhìn xem này, rồi các bạn sẽ có buổi nhậu hay là buổi gặp cửa bạn bè, rồi các bạn làm y chang như vậy, chắc chắn là bạn bè sẽ hỏi: ô, làm như thế nào mà thơm thế? Đây rất là thơm. Đây là miếng thịt. Nếu mà tùy theo người, nếu mà các bạn mà thích ăn tái đó, nó chưa chín cho lắm á, thì giờ này á, cỡ này thôi, các bạn vớt nó ra để các bạn ăn thử, rất là ngon. Những cái người mà người ta gọi là ăn không cần chín quá thì rất là ngon và thơm ngon. Các bạn nhìn nha, đây tới được nóng đây, các bạn nhìn đây, có ai nấu như vậy chưa ta? Có, rất là ngon và rất là thơm. Nóng này là để nó hút được chín dưỡng. Nóng này rất là nhanh, vài giây thôi là nó đã chín rồi. Đó, nó đã đủ chín rồi. À, nhanh, rất là nhanh. Nếu mà các bạn nấu lâu á thì các bạn phải nấu canh, còn nấu kiểu này không có nấu lâu thì nó đủ chín rồi, nó đủ mềm rồi, nó đủ ấy đó, các bạn ăn đó, đó mới gọi là món đặc sản, là món đặc biệt của các nhà hàng lớn. Vì sau khi như vậy mà các bạn muốn cho nó ấy thì chín cái thịt mà các bạn đã hấp chín này đó, là đưa lên nhé. Đó, đưa lên con nấm này để nó có một cái hơi thở đó, rồi nó sẽ kín đi những cái mà cái mọc hơi đây, rồi cuối cùng nấm nó sẽ chín tự động ở bên trong nha. Đây, để các bạn nhìn xem đó, đặc sắc chưa ra. À, các bạn thấy còn thấy nấm không? Không có thấy nấm nữa. Rồi, đây là kết thúc video nha các bạn. Rồi hẹn bữa nấu khác, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách nấu khác nữa. Đây là nấu cách như thế này mà các bạn thấy rất là thơm ngon. Đây là thơm ngon thật nhá. Rồi xong buổi video này, kết thúc tại đây. Xin chào các bạn và hẹn các bạn video sau.